Ví dụ của anh chị mình bị nhức đầu, đau đầu. Đau đầu có nhiều loại đau đầu lắm. Ví dụ như chúng ta bị đơn giản thôi, rối loạn tiền đình, hoặc là chúng ta bị thiếu máu não, hoặc chúng ta bị viêm son. Đó. Thì nó cũng đau đầu. Hoặc là chúng ta bị mờ mắt, giảm thị lực. Giảm thị lực là do cái gì? Đâu phải đơn giản là mắt chúng ta lại hoạt động nhiều giảm thị lực đâu. Đôi khi chúng ta bị viêm son nó cũng giảm thị lực. Đôi khi của anh chị mình bị hư thận cũng bị giảm thị lực mắt. Còn răng chúng ta đâu phải là chúng ta viêm họng là nó sẽ bị răng nó hư đâu. Ví dụ chúng ta bị hư thận, răng lung lay, hoặc là từ đó suy thận, răng nó cũng hư. Cho nên chúng ta muốn sử dụng bất cứ một cái bài thuốc nào, chúng ta cũng nên biết chính xác cái nguồn gốc bệnh của chúng ta. Người ta nói thuốc chủ mày thầy, không phải. Đó là cách gọi của nhân gian thôi. Thuốc chủ mày thầy là ngày xưa chúng ta không có đi khám gì hết, chúng ta uống mò, gọi là uống thuốc mò. Uống, nếu nó hợp là sao? Cái bệnh đó nó trị, ví dụ như cái bệnh đau lưng, cái bài thuốc trị đau lưng nó trị thoát vị địa điểm, mà chúng ta đang bị thoát vị địa điểm, uống thì dĩ nhiên thì nó có tác dụng rồi. Nhưng mà chúng ta bị đau lưng mà do bị gai cột sống mà chúng ta uống cái bài thuốc gì thoát vị địa điểm thì nó không có hết. Như vậy thì chúng ta nói băng qua là thuốc chủ mai thầy. Nhưng mà nếu mà nói rõ hơn thì thời hiện đại bây giờ thì chúng ta nên thăm khám bệnh một cách rõ ràng để chúng ta có một cái bài thuốc nó chính xác nhất và chúng ta không mất tốn thời gian. Tất cả những người thầy thuốc muốn bán thuốc hoặc là muốn điều trị cho một bệnh nhân nào đó thì bắt buộc người ta phải thăm khám trực tiếp bằng tai, bằng lỗ tai, bằng mắt và đôi khi bằng những cái dụng cụ hiện đại, máy móc hiện đại. Người ta thăm khám trực tiếp thì người ta mới xác định, chuẩn đoán cái bệnh đó, nguyên nhân, triệu chứng như thế nào thì người ta mới cấp phát thuốc cho các anh chị mình. Hải đây, không phải riêng gì Hải mà toàn thể những người chia sẻ bài thuốc dân gian ở trên mạng xã hội hiện tại, trên YouTube hoặc là trên những cái trang mạng sức khỏe, thì chung quy lại nội dung là chỉ cho cô bác chị mình tham khảo và tham khảo những bài thuốc dân gian thôi, chứ không phải là để cho cô bác chị mình sử dụng trực tiếp. Cho nên là nếu cô bác chị mình muốn sử dụng bất cứ bài thuốc nào, hoặc là không phải riêng kênh của Hải đâu, tất cả những cái kênh thuốc nam, cho dù cái ông đó là một cái bác sĩ giỏi bên thuốc nam mà chia sẻ trên mạng thì cũng đừng nên uống. Bởi vì chúng ta chưa thăm khám, chúng ta chưa biết bệnh của chúng ta thế nào thì chúng ta uống là uống sao, đúng không? Cho dù ổng giỏi đến mức độ nào nhưng mà ổng chưa khám trực tiếp của anh chị mình thì của anh chị mình cũng đừng nên uống cái thuốc đó. Chúng ta nên uống khi có hỏi qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa hoặc đã có thăm khám trực tiếp rõ ràng thì chúng ta mới uống ha. Hãy biết rằng hãy làm video này lên đây hôm nay thì sẽ có rất nhiều của anh chị mình thất vọng và rất là buồn, nhưng sự thật thì mất lòng. Hãy muốn nói một cách chính xác cho các anh chị mình ha, tham khảo ha. Cái này không phải là tham khảo nữa, cái này của các anh chị mình lưu ý. Xin chào các anh chị. Thì hôm nay hãy chia sẻ của anh chị mình một cái loại dược liệu mà nó rất là dân gian luôn. Thật sự là rất là dân gian. Nó tồn tại theo mình biết thì cũng vài trăm năm ở Việt Nam chúng ta. Đó là số ít á. Thì loại dược liệu này thì ông bà ta ngày xưa thì hay sử dụng lắm, nhất là mấy bà mấy cô. Nhưng mà chúng ta chỉ biết được một cái gọi là một hai cái tác dụng của nó thôi. Hôm nay hãy chia sẻ thêm với anh chị mình những cái tác dụng của loại dược liệu này mà nó có thể giúp chúng ta trị được cái vấn đề là nứt cốt chân, khô chân rồi sần sùi da chân, và nó thể hỗ trợ được giảm được cái vấn đề mà bị đồi mồi. Ngoài ra thì chúng ta bị mụn đó, bị mụn thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tốt luôn. Và chúng ta bị đau tai, viêm họng thì chúng ta cũng sử dụng cái loại dược liệu này mà nó thể giúp chúng ta giảm đi cái vấn đề bị bệnh đó. Và đó là loại dược liệu gì mà nó lại dân gian lâu năm mà nó lại hay như vậy? Đây này các anh chị. Thì đây này cô bác anh chị nhận ra đây là cái gì không ạ? Có một số cô bác anh chị mình cũng không biết đâu ha. Đây là dầu dừa ha cô bác anh chị mình ha. Dầu dừa là dầu cái trái dừa khô của mình á, mình làm ra. Có nhiều cách làm lắm. Nếu chúng ta mà làm theo kiểu truyền thống á thì nó sẽ có màu vàng. Chúng ta cháy dừa lên cho nó ra cái dầu. Còn ở đây làm là không qua cái lửa cho nên là dầu dừa nó như thế này. Đó. Màu trắng như thế này ha. Thì tại sao hôm nay mình lại chia sẻ cái dầu dừa này lên trên kênh để chúng ta tham khảo? Thì dầu dừa này có rất là nhiều cái công dụng mà dân gian ông bà ta đã gọi là sử dụng ngày xưa. Nhất là khi mà chúng ta muốn mướt tóc, tóc chúng ta bóng, mượt thì chúng ta, những người già ngày xưa hay mấy bà mấy cô thường hay lấy dầu dừa này thoa lên đầu, vuốt tóc cho nó bóng mượt. Đó. Nhưng để đi sâu đi rõ vào thì chúng ta sẽ... hãy chia sẻ của anh chị mình hôm nay nó còn rất là nhiều cái công dụng nữa chứ không phải là nó công dụng là làm bóng mượt tóc không đâu.
Thì dầu dừa này, trong dầu dừa này nó có rất là nhiều cái chất kháng nấm, kháng viêm, kháng khuẩn và nó chống oxy hóa rất là tốt. Nó có những cái chất ví dụ như là acid caprylic nè và acid lauric, nhiều cái chất khác nữa, nó giúp cho cơ thể cho chúng ta rất là tốt trong vấn đề điều một số bệnh. Ví dụ như chúng ta bị gọi là bị mụn trứng cá đi. Mụn trứng cá thì cô bác anh chị mình nó là lấy cái dầu dừa này nè, chúng ta sẽ thoa lên mặt. Sau khi vệ sinh mặt xong á, cô bác anh chị mình thoa lên. Thì 15 đến 20 phút sau chúng ta sẽ rửa mặt trở lại bằng nước sạch hoặc bằng nước rửa mặt cũng được. Như vậy thì nó sẽ kháng viêm kháng khuẩn chúng ta rất là tốt luôn, từ đó nó sẽ giúp chúng ta hạn chế được vấn đề mụn trứng cá nè. Rất là tuyệt vời. Khi mà cô bác anh chị mình bị đau họng ha, đau họng thì chúng ta sẽ lấy một muỗng như thế này nè. Đó, chúng ta ngậm nuốt từ từ thì nó sẽ giảm cơn đau chúng ta, nó kháng viêm kháng nấm kháng khuẩn cho chúng ta rất là tốt. Mỗi ngày chúng ta sẽ thể ngậm từ 2 đến 3 lần như vậy thì nó sẽ giúp giảm đi cơn đau đau họng cho chúng ta rất là tốt luôn, từ cái dầu dừa này ha. Khi mà cô bác anh chị mình bị đau tai, một á là chúng ta lấy dầu dừa này chúng ta nhiễu một giọt vào trong lỗ tai chúng ta bị đau, hoặc chúng ta có dầu tỏi thì chúng ta pha lại dầu dừa và dầu tỏi chung nhau, rồi mỗi lần á thì chúng ta sẽ nhiễu một giọt như thế này. Đó, như vậy thì mỗi ngày chúng ta có thể nhỏ một lần, hoặc nặng thì chúng ta nhỏ hai lần. Như vậy thì giúp chúng ta giảm đi cái đau tai, do nói chung là nó kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt luôn. Từ đó thì nó có tác dụng là hỗ trợ và làm giảm đi cơn đau tai của chúng ta rất là tuyệt vời, từ cái dầu dừa đơn giản truyền thống mà ngàn năm của chúng ta như thế này. Rồi, khi mà cô bác anh chị mình bị nứt gót chân, đây là một cái vấn đề của cô mấy chị rất là nan giải đây, rất là buồn đây. Nứt gót chân cho dù không có làm cái gì, nứt gót chân cũng nứt đó. Rồi thường thì hay mua gót sen, gót này gót nọ, rồi những cái dược liệu dược phẩm mắc tiền sử dụng cũng được thôi. Nhưng nếu ai không có tiền mà gót chân bị nứt thì chúng ta làm thế nào? Lấy dầu dừa này thoa lên, đó, hoặc là mỗi ngày một hoặc hai lần, hoặc là trước khi đi ngủ chúng ta thoa dầu dừa lên, xong chúng ta lấy cái dớ chúng ta mang vào, rồi sáng chúng ta rửa sạch lại. Nếu nặng, mình khẳng định với cô bác chị mình, nếu mà cái gọi là cái chân mà bị nứt nặng, nứt chân khô da chân, bị nấm chân nặng trong vòng 3 ngày là nó có kết quả rất là tuyệt vời rồi. Đó, từ dầu dừa này thôi, đơn giản vậy đó cô bác chị. Nhưng mà cô bác chị mình nếu mà không sử dụng thì không tin đâu, rồi sử dụng rồi chúng ta mới tin. Và thêm một cái công dụng nữa mà bữa giờ rất là nhiều cô bác chị mình hỏi Hải đây, đó là vấn đề đồi mồi. Thì nhờ Hải chia sẻ một số dược liệu có thể hỗ trợ được cái bệnh đồi mồi hay không. Thì đây, khi mà đồi mồi thì cái dầu dừa này nè, nó có tác dụng trên tất cả các bề mặt mà nó gồ ghề, nó có tì vết á, thì nó sẽ có tác dụng. Thì đồi mồi nó mọc lên thì nó sẽ gồ ghề cái da của chúng ta lên. Thì dầu dừa này nó có tác dụng là kháng viêm kháng khuẩn và nó sẽ gọi là chống oxy hóa, da chúng ta bị lão hóa, người già là bị lão hóa da cho nên nó mới có đồi mồi. Thì chúng ta sẽ, dầu dừa này nó chống oxy hóa thì từ đó nó có thể hỗ trợ làm mờ được cái vết đồi mồi. Nên nhớ là làm mờ thôi chứ không có làm hết được hả các anh chị mình ha. Thì chúng ta sẽ lấy dầu dừa chúng ta thoa lên cái chỗ mà chúng ta bị đồi mồi. Đó, mỗi ngày 1 đến 2 lần. Mỗi lần thì chúng ta thoa lên, lưu ở trên đó cho Hải từ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ, rồi chúng ta sẽ rửa sạch trở lại. Mỗi ngày từ 1 đến 2 lần như vậy. Thì cố gắng kiên trì thì nó sẽ giúp chúng ta gọi cái này chúng ta sử dụng lâu dài ha các anh chị mình, không phải là một ngày bữa đâu. Đó, thì nó sẽ giúp làm mờ đi cái vết đồi mồi, nhớ là làm mờ thôi. Rồi, và bây giờ Hải sẽ xin mời cô bác anh chị mình đi vào cái phần đặc biệt của video hôm nay. Rồi, xin mời cô bác anh chị. Thì Hải đã chia sẻ xong cô bác anh chị mình là một cái số công dụng tuyệt vời của cái dầu dừa mà ông bà ta ngày xưa đã sử dụng đến bây giờ, thì nó cũng không có bị thất truyền. Rất là tuyệt vời cô bác anh chị mình ha. Và cái nội dung chính hôm nay, nội dung đặc biệt hôm nay, đó là Hải muốn chia sẻ cô bác anh chị mình như thế này. Khi mà Hải chia sẻ những bài thuốc dân gian lên cho cô bác anh chị mình, mục đích của Hải là muốn chia sẻ cô bác anh chị mình về những bài thuốc dân gian mà ông bà ta xưa đã sử dụng, để nó không bị lu mờ, chúng ta sẽ lưu vào và chúng ta sẽ không bị lu mờ. Đó là những bài thuốc mà ông bà ta ngày xưa đã áp dụng và đã lưu truyền đến bây giờ, cho nên nó rất là quý luôn. Ngày xưa thì nó chưa có khoa học chứng minh, đôi khi thì có những cái gọi là tác dụng phụ này nọ, nhưng mà nếu như chưa có khoa học hiện đại thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ thì bữa hiện đại rồi thì khoa học người ta cũng đã nghiên cứu rất là nhiều cái vấn đề về thuốc nam, về đông y. Người ta chiết xuất ra những cái chất rất có lợi cho sức khỏe từ những cái loại cây, chứ không phải là chơi sử dụng thuốc thô. Như vậy thì song song giữa khoa học đông y và khoa học tây y thì nó rất là tuyệt vời. Hãy muốn chia sẻ lên đây chủ yếu để cho bác chị mình tham khảo. Còn nếu bác chị mình muốn điều trị thì chúng ta nên ít nhất là cũng nên hỏi qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, người ta có chuyên môn cao, người ta có lời khuyên cho bác chị mình thì bác chị mình mới sử dụng. Nếu của anh chị mình đơn giản chúng ta bị gọi là bị đau dạ dày thôi mà Hải ở đây Hải chia sẻ lên bài thuốc trị đau dạ dày,
của anh chị mình không hỏi qua ý kiến của những người có chuyên môn cao mà chúng ta sử dụng thì nó không được. Bởi vì sao? Đau dạ dày nó có nhiều loại đau dạ dày lắm. Đau hang vị nè, rồi đau tá tràng, đau thành dạ dày, rồi trào ngược dạ dày, thực quản, và viêm loét dạ dày, hoặc là sung huyết dạ dày, hoặc là HB dạ dày. Đó, nó rất là nhiều cái bệnh đau dạ dày mà Hải chỉ chia sẻ cái bài thuốc trị đau dạ dày lên, mà của anh chị mình lấy sử dụng thì nó không có đúng. Thứ nhất á, nếu chúng ta không đúng bệnh thì chúng ta uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Hay là chúng ta bị đau khớp gối đi. Đau khớp gối thì có nhiều loại đau khớp gối, nó làm cho chúng ta bị đau. Ví dụ thái hóa khớp gối, hoặc là gai khớp gối, hoặc là khô dịch khớp gối, mà chúng ta hay đứng dậy lọc cọc, hoặc là chúng ta bị tràn dịch khớp gối. Khi mà có anh chị mình bị khô khớp gối, mà chúng ta nó bị khô cho nó bị đau đúng không? Khi mà chúng ta sử dụng mà Hải chia sẻ cái bài thuốc tràn dịch khớp gối thì tràn dịch khớp gối nó cũng bị đau. Đó, của anh chị mình không có biết cái bệnh chúng ta chính xác là bệnh gì. Chúng ta uống cái bài thuốc tràn dịch khớp gối vào, thì khi mà dịch thuốc gối nó tràn thì chúng ta uống cho nó hết, nó bớt để lại, nó không có tràn. Có nghĩa là nó giảm được cái dịch lại đó. Còn chúng ta bị khô khớp gối, chúng ta bị khô dịch mà chúng ta uống luôn cái bài thuốc tràn dịch khớp gối thì nó sẽ đau hơn. Đơn giản vậy thôi. Của anh chị mình hiểu rồi chưa? Ví dụ chúng ta đau lưng có rất là nhiều loại đau lưng. Đó. Thoát vị đĩa đệm, lòi đĩa đệm, thoái hóa cột sống, rồi mục cột sống, rồi gai cột sống, rồi phình đĩa đệm, đó, rồi nó rất là nhiều cái vấn đề mà bị đau lưng, đó. Hãy chia sẻ một cái bài thuốc trị đau lưng lên, đó. Mà cô bác anh chị mình lấy sử dụng. Người ta nói phước chủ mày thầy, không phải, đó là cách gọi của nhân gian thôi. Phước chủ mày thầy là ngày xưa chúng ta không có đi khám gì hết, chúng ta uống mò, gọi là uống thuốc mò, uống nếu nó hợp là sao, cái bệnh đó nó trị, ví dụ như cái bệnh đau lưng nó cái bài thuốc trị đau lưng nó trị thoát vị đĩa đệm, mà chúng ta đang bị thoát vị đĩa đệm uống thì dĩ nhiên thì nó có tác dụng rồi. Nhưng mà chúng ta bị đau lưng mà bị do bị gai cột sống mà chúng ta uống cái bài thuốc gì thoát vị đĩa đệm thì nó không có hết. Như vậy thì chúng ta nói văn qua là phước chủ mai thầy, nhưng mà nếu mà nói rõ hơn thì thời hiện đại bây giờ thì chúng ta nên thăm khám bệnh cách rõ ràng để chúng ta có một cái bài thuốc nó chính xác nhất mà chúng ta không mất tốn thời gian. Thứ hai nữa là tất cả những người thầy thuốc muốn bán thuốc hoặc là muốn điều trị cho một bệnh nhân nào đó thì bắt buộc người ta phải thăm khám trực tiếp bằng tai, bằng lỗ tai, bằng mắt, và đôi khi bằng những cái dụng cụ hiện đại, máy móc hiện đại. Người ta thăm khám trực tiếp thì người ta mới xác định, chuẩn đoán cái bệnh đó, nguyên nhân, triệu chứng như thế nào thì người ta mới cấp phát thuốc cho các anh chị mình. Hải đây không phải riêng gì Hải, mà toàn thể những người chia sẻ bài thuốc dân gian ở trên mạng xã hội hiện tại, trên YouTube hoặc là trên những cái trang mạng sức khỏe, thì chung quy lại nội dung là chỉ cho các anh chị mình tham khảo và tham khảo những bài thuốc dân gian thôi, chứ không phải là để cho các anh chị mình sử dụng trực tiếp. Bởi vì sao? Hãy cho dù một cái bác sĩ thiên tài đến cỡ nào, người ta muốn trị bệnh cho bệnh nhân thì người ta cũng phải thăm khám trực tiếp. Còn ở đây nói bằng miệng rồi qua mạng như vậy mà trị bệnh, nó không có một cái khoa học đến mức độ nào ở khoa học hết. Đó. Cho nên là của anh chị mình nên gọi là mình nên chú ý ha. Đó, hãy khẳng định như vậy ha. Cho nên là nếu của anh chị mình muốn sử dụng bất cứ bài thuốc nào, hoặc là không phải riêng kênh của Hải đâu, tất cả những cái kênh thuốc nam, cho dù cái ông đó là một cái bác sĩ giỏi bên thuốc nam mà chia sẻ trên mạng thì cũng đừng nên uống. Bởi vì chúng ta chưa thăm khám, chúng ta chưa biết bệnh của chúng ta thế nào thì chúng ta uống là uống sao, đúng không? Cho dù cái ổng giỏi đến mức độ nào nhưng mà ổng chưa khám trực tiếp của anh chị mình thì của anh chị mình cũng đừng nên uống cái thuốc đó. Chúng ta nên uống khi có hỏi qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa hoặc đã có thăm khám trực tiếp rõ ràng thì chúng ta mới uống ha. Hãy biết rằng hãy làm video này lên đây hôm nay thì sẽ có rất nhiều của anh chị mình thất vọng và rất là buồn, nhưng sự thật thì mất lòng. Hãy muốn nói một cách chính xác cho các anh chị mình ha, tham khảo ha. Cái này không phải là tham khảo nữa, cái này của các anh chị mình lưu ý. Từ nay trở đi khi mà bước đầu vào video, hãy muốn chia sẻ bài thuốc dân gian nào cho các anh chị mình tham khảo thì hãy có cái dòng này. Đó. Để các anh chị mình nhớ lưu ý, chứ không phải là không phải riêng Hải đâu. Ví dụ những người thầy đó của bác chị mình thấy rất là giỏi thì cô bác chị mình cũng không có thể gọi là tự ý mà sử dụng những bài thuốc đó.
Bởi vì cho dù ông thầy đó giỏi, chia sẻ thuốc lên trên mạng, có anh chị mình biết luôn, nhưng chưa được thăm khám trực tiếp thì chúng ta cũng không được nên sử dụng ha. Như vậy thì hôm nay hãy chia sẻ rất là nhiều cái, gọi là nhiều cái nội dung, nhưng mà gom lại, đóng kết lại, đó là khi chúng ta muốn sử dụng bất cứ một cái bài thuốc nào, cho dù thuốc Tây hay là thuốc Đông Y, thì chúng ta cũng nên lưu ý rằng phải có bệnh án. Bệnh án từ đâu ra? Từ bác sĩ chuyên khoa, chuyên môn cao, người ta khám trực tiếp, đưa ra cái bệnh án, lý do bệnh, triệu chứng bệnh. Rồi muốn sử dụng cái bài thuốc Đông Y thì chúng ta nên đưa cái bài thuốc Đông Y ra để người ta, ví dụ chúng ta muốn uống thuốc Đông Y thì chúng ta nên hỏi qua ý kiến của thầy thuốc Đông Y là bài thuốc này có những vị thuốc này có uống được hay không. Ví dụ như thế này, những bài thuốc dân gian hãy chia sẻ lên là ví dụ như những cô bác chị nào bệnh nan y rồi, không có tiền chữa bệnh nữa, hết tiền chữa bệnh rồi, bệnh án, khi như vậy thì nó sẽ đồng nghĩa với bệnh án chúng ta có, đúng không? Chúng ta trị bệnh một thời gian rồi mà chúng ta hết, không hết bệnh đó, đừng cùng rồi. Thì thường thì mấy bác sĩ chuyên khoa thì người ta chỉ trị cho các bác chị khi nào chúng ta có tiền thôi. Có rất ít những bác sĩ mà người ta cho thuốc các bác chị cho không, rất ít. Thì thường thì những bác sĩ, như mình đi trị những bác sĩ, ví dụ như chúng ta trị hết tiền rồi thì chúng ta về nhà thôi, người ta đâu có cho mình đó. Như vậy thì các anh chị mình muốn sử dụng cái bài thuốc Đông Y đó thì cầm cái bài thuốc đó lên bác sĩ, bệnh án chúng ta đã có rồi đúng không, lên bác sĩ, bây giờ tôi bệnh như thế này, tôi hết tiền chữa bệnh rồi, bây giờ bài thuốc này tôi có uống được hay không, nếu uống được thì tôi đi tìm, bởi vì thuốc này tôi ra đồng tôi tìm, nó đỡ tiền, đỡ tốn tiền, nó đỡ tốn tiền, nó không có, tôi bảo gì tôi hết tiền rồi. Đó, mình phải hỏi qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn cao thì chúng ta mới nên sử dụng đó, rất là rõ như vậy. Đôi khi thì lời thật thì mất lòng, thì các anh chị mình thông cảm ha. Đó. Rồi thì cuối video thì Hải cũng xin lưu ý của anh chị mình như vậy, muốn sử dụng thuốc phải hỏi qua ý kiến bác sĩ chuyên khoa, phải thăm khám rõ ràng, lòi ra cái bệnh chúng ta bị bệnh gì thì chúng ta mới được quyền uống. Còn nếu mà lưu ý đặc biệt không nên âm thầm sử dụng mà chưa biết bệnh gì, người ta thấy nói cái bệnh đó cái uống là không được, như Hải đã phân tích là đầu video ha. Ví dụ của anh chị mình bị nhức đầu, đau đầu có nhiều loại đau đầu lắm. Ví dụ như chúng ta bị đơn giản thôi, rối loạn tiền đình, hoặc là chúng ta bị thiếu máu não, hoặc chúng ta bị viêm son đó, thì nó cũng đau đầu. Hoặc là chúng ta bị mờ mắt, giảm thị lực là do cái gì? Đâu phải đơn giản là mắt chúng ta lại hoạt động nhiều giảm thị lực đâu. Đôi khi chúng ta bị viêm son nó cũng giảm thị lực. Đôi khi có anh chị mình bị hư thận cũng bị giảm thị lực mắt. Còn răng chúng ta đâu phải là chúng ta viêm họng là nó sẽ bị răng nó hư đâu. Ví dụ chúng ta bị hư thận, răng lung lay, hoặc là đó suy thận răng nó cũng hư. Cho nên chúng ta muốn sử dụng bất cứ một cái bài thuốc nào, chúng ta cũng nên biết chính xác cái nguồn gốc bệnh của chúng ta ha. Rồi. Thì thêm một cái nữa là những cái nguồn gốc của cây. Ví dụ Hải thì Hải tiếp cận với cây thuốc nhiều thì Hải rành một phần nào đó, thì Hải có thể là những cái cây đơn giản thì Hải có thể nhận ra được. Còn cô bác chị mình không có gọi là rành về thuốc nam thì chúng ta cũng gọi là ít có nhận ra được chính xác loại cây. Một loại cây nó có rất là nhiều loại giống nhau. Chúng ta không nên không có rành mà chúng ta tự lựa chọn cái cây thuốc đó chúng ta uống. Những cái thuốc Hải đưa chia sẻ lên cho các anh chị mình đó là những cái thuốc Hải đưa chỉ chính xác đó. Còn cô bác chị mình không có gọi là không có rành, không có biết về cái thuốc nam thì chúng ta đi mua rồi hỏi thăm ý kiến của cái người thầy thuốc Đông Y đó, tôi bệnh dày tôi mua cái thuốc này tôi uống được hay không, rất là tuyệt vời. Còn nếu mà tự ý ra đồng á mà bẻ về á thì không được. Hoặc là những người thầy thuốc ở gần xóm làng, chúng ta hỏi ở cái cây thuốc đó ở đâu, người đó người ta rành, người ta dẫn tay mình chỉ cây thuốc đó, mình bẻ về mình trị thì như vậy rất là tốt. Chúng ta không có chuyên môn mà chúng ta tự ý đi lấy cây thuốc về uống là không được. Như vậy ha các anh chị mình ha. Như vậy là rất là không được luôn, rất là nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta. Đó, hãy lưu ý rất là nhiều để các anh chị mình tham khảo ha. Rồi, thì cuối video hãy cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy thì không biết nói gì thì hôm nay hãy có làm cái nội dung đặc biệt như thế này. Mong rằng các anh chị mình thông cảm. Bởi vì lời thật thì mất lòng. Mình có gì mình nói đó, chứ mình không có đưa mình lên cao hay làm cái gì hết. Mình là một cái người chia sẻ bài thuốc dân gian lên cho các anh chị mình tham khảo và lưu truyền, không phải là chia sẻ bài thuốc dân gian lên để các anh chị mình tự ý để sử dụng. Thì như vậy thì nó không có tốt, không tốt cho các anh chị mình đầu tiên đó. Còn Hải thì không có gì hết á, Hải chỉ chia sẻ lên, mục đích của Hải là chia sẻ để lưu lại những bài thuốc dân gian để chúng ta có thể là đem cái cây thuốc đó về và chúng ta có thể là chúng ta bảo tồn giống để cho những cái loại cây mà nó hiếm á, thì nó sẽ không bị tuyệt chủng. Như vậy thì nó rất là tuyệt vời cho cái nguồn Đông Y Việt Nam chúng ta. Chứ Hải không có ý nghĩa ý định gì hết, không phải hay lên đây chia sẻ bài thuốc lên
rồi bắt cô bác anh chị mình uống. Hải không bao giờ kêu cô bác anh chị mình uống cả, Hải chỉ chia sẻ lên cô bác anh chị mình tham khảo. Đó. Và nếu như hết đường đường cùng thì chúng ta sẽ hỏi thăm, hỏi qua bác sĩ chuyên khoa thăm khám rõ ràng thì chúng ta mới sử dụng ha. Rồi thì cảm ơn và chúc anh chị có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.